Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ việc đục phá trộm két sắt. Những thủ đoạn của tội phạm tuy không mới nhưng vẫn tiếp diễn do sự chủ quan, mất cảnh giác của người dân và lỗ hổng trong công tác bảo vệ của các cơ quan doanh nghiệp. Đây là đối tượng Trần Văn Tuấn, 34 tuổi, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội. Đối tượng này vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàng Mai, Hà Nội khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản tới hơn 300 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Trần Văn Tuấn khai nhận trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ ở cơ quan, phát hiện một số lượng tiền lớn cất trong két sắt nên Tuấn đã nảy sinh ý định và lên kế hoạch đục phá két sắt để trộm cắp tài sản. Tôi đột nhập vào phòng kế toán thông qua văn phòng và sử dụng búa và cuốc chim của tôi phá đằng sau két. Đây không phải là vụ việc hiếm gặp. Công an quận Tây Hồ cũng vừa làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại văn phòng đại diện công ty First Cargo Việt Nam có trụ sở tại số 481 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội. Nguyễn Thành Trung, 40 tuổi, trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội, đã lợi dụng lúc đêm tối, đột nhập vào văn phòng công ty First Cargo Việt Nam, phá két sắt, lấy đi gần 300 triệu đồng. Chúng tôi khuyến cáo là người dân là thứ nhất là không nên để tiền, tài sản có giá trị lớn ở trong nhà. Hiện nay chúng ta có hệ thống ngân hàng, có rất nhiều các tự điểm rất là tin cậy để chúng ta gửi nếu chúng ta chưa sử dụng đến. Và nếu như mà có cần một khoản tiền mà sử dụng ngay thì tôi cũng khuyến cáo là không phải tìm một cái vị trí nào nó an toàn, chứ đừng tin vào cái két sắt. Lựa chọn két bạc để làm nơi cất giữ tiền bạc và những tài sản quý là cần thiết. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, tránh bị mất mát tài sản thì rất cần sự đề cao cảnh giác của người dân và các cơ quan doanh nghiệp.